À, hôm nay cũng là ngày 20 tháng 11 dương lịch, ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày mà một cái lễ để tưởng nhớ đến công ơn các vị thầy, cô giáo. Cha mẹ thì cái công ơn sinh thành và dưỡng dục, thầy cô giáo thì có cái công ơn để giáo dưỡng chúng ta nên người. Nếu như cha mẹ cho cái thân mà không được dạy dỗ đàng hoàng thì chúng ta sẽ hư thân mất nết, sống những ngày tháng vô nghĩa của cuộc đời. Nhớ kỹ, từ khi mà những đức gặp được Phật pháp là gặp ngay pháp môn niệm Phật, và đến ngôi chùa đầu tiên những đức tu đó là Tịnh Thất Quán Âm. Nhớ năm đó là năm 2009, Niệm Đức đến Tịnh Thất Quán Âm. Tịnh Thất Quán Âm lúc đó chưa có làm cái chánh điện bây giờ, mà còn cái chánh điện nhỏ, và phía sau vẫn còn chỉ có đúng một pho tượng Quán Âm Bồ Tát. Những đức đến chùa, những đức đâu biết gì đâu, chứng ước chứng ráo không biết gì hết, nhưng những đức chỉ có cái tâm là quyết định mình đi tu, nên nghĩ rằng đi vào trong chùa thì thầy đủ lo cho mình, rồi mình lo việc trong chùa chiền. Nên những đức còn trong túi có 500 ngàn, lúc đó chưa xin thầy được ở, nhưng còn trong túi có 500 ngàn. Những đức quỳ trước Bồ Tát Quán Thế Âm, tượng cũ ngày xưa chỉ đúng một pho tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, xung quanh là xây giống cái hồ nước, chính giữa là pho tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Đức. Tịnh Thất Quán Âm ngày xưa là gì? Thì những đức quỳ trước Bồ Tát Quán Thế Âm, những đức nguyện rằng bây giờ con quyết định đi tu, giờ trong túi con còn có 500 ngàn, nguyện cúng dường Tam Bảo luôn, con xin thầy, thầy cho không cho gì thì con cũng phải ở, vì con cũng không có còn tiền bạc gì đi về đâu, quyết tâm quyết chí. Thì buổi sáng đó thấy thầy tiếp Phật tử cũng đông, chờ khi bớt Phật tử, những đức lợ chắp tay và quỳ xuống xin cho con xin được vô chùa ở tu. Lúc đó thầy cho anh nhìn nhìn những đức và nói à được, rồi cho người dẫn những đức đi sắp xếp chỗ ở, ở chung tập thể với anh em. Thời đó anh em ở cùng một cái phòng, mấy chục anh em ở cùng một cái phòng. Rồi thầy kêu những đức đi xuống nhà bếp phụ bếp, mà những đức ngoài đời cũng là thợ nấu, nên kêu mình đi phụ bếp là ngay cái nghề của mình luôn. Đó, những đức phụ đầu tiên phụ chú Châu, phụ bếp với chú Châu. Thời đó chùa còn khó khăn, số lượng người cũng rất là ít, ít lắm. Nên là ban đầu mình chứng ước chứng ráo vô chùa đâu biết gì đâu, cũng không có đặc trách tư tưởng một cái pháp tu gì rõ ràng, đâu biết gì đâu quý vị. Thì vô chùa thì chắc chắn là mình được thầy dạy nhắc nhở, và những bài pháp của thầy Như Đức được nghe, gây dựng cho những đức một tư tưởng. Cái ấn tượng đặc biệt nhất là thầy giảng cái câu mà những đức nhớ mãi và áp dụng. Thầy nói rằng thầy tu mấy chục năm
mà đi học cứ ra trường sớm, rồi thân thể thì bệnh đau, đi ưa cầm theo cái bình thuốc nấu quý vị, cầm theo rồi đi đến cái chỗ Phi Nôm, giống như ngay ngã tư, đứng giữa ngã tư không biết đi về đâu, cảm thấy khổ. Rồi nhân viên nghe được lời giảng của Hòa Thượng Tịnh Không, rồi nghe ngài tán thán bộ kinh Vô Lượng Thọ, rồi thầy lập cái đạo tràng niệm Phật, ban đầu nhỏ nhỏ thôi, rồi khuyên người niệm Phật, tụng kinh Vô Lượng Thọ, chuyên tu tịnh độ. Vậy mà mấy năm thôi mà hình thành một cái pháp hội mà tu các pháp khác mấy chục năm cũng không bằng. Vậy đó, nghe câu này một cái nghe quý vị, xin thưa quý vị là ấn tượng luôn. Thì lúc đó những đức mới nói lại với mình rằng thầy được đi học, thầy thông minh hơn mình, mọi mặt cái gì thầy cũng giỏi hơn mình, mà thầy còn tu các pháp khác, còn chịu mấy chục năm không có sự thành tựu gì hết, mà niệm Phật có mấy năm mà thành tựu được cái đạo tràng, một pháp hội mà lượng Phật tử biết rất đông. Vậy thì cuộc đời mình từ bây giờ cứ con đường này mà đi, cứ con đường này mà đi thôi. Những đức đã gầy dựng từ đó luôn quý vị. Và những đức cứ niệm Phật, rồi thấy thầy nuôi người già, tự nhiên trong lòng mình nói tương lai mình cũng già. Nhìn các cụ già mình nghĩ rằng bây giờ tương lai mình cũng già, mình làm được gì đâu. Bây giờ tại sao mình không dùng tuổi trẻ mà nuôi người già? Thì lúc đó trong tâm những đức phát lên tâm nuôi người già. Mà cái khởi đầu của những đức là tạo cái nhân gì để nuôi người già? Đó là nhiều cụ già đi về chùa, có khi các cụ cũng buồn quý vị, thì những đức lúc rảnh là những đức cứ thường đi lỡ động viên các cụ. Còn có những cụ nào buồn thối tâm muốn đi về là những đức lỡ nhắc nhở các cụ. Rồi có cụ nào lỡ cái việc gì sai mà thầy muốn phạt cho về là những đức gặp cụ đó, những đức nói chuyện phân tích cho cụ đó nghe kỹ về mình, cái chuyện đã đi tu rồi mà về mà bị gầy, không cho ở chùa đi về thì về con cái coi mình ra gì, phân tách cho các cụ nghe. Rồi những đức mới phân tách xong cụ đó ở lại, những đức mới lên xin thầy, xin thầy xong rồi những đức mới dẫn cụ lên sám hối với thầy. Nghĩa là những đức qua những trung gian làm những điều gì đó quý vị. Rồi nhiều cụ trong chùa từ từ quý những đức lắm, có khi buồn muốn đi về mà những đức khuyên lên động viên các cụ ở lại hết. Từ một người những đức khuyên làm điều đó như vậy. Rồi ở trong chùa được nghe thầy giảng về pháp môn tịnh độ. Rồi từ người phụ bếp, từ từ những đức lên chánh điện, thầy đặt trách cho được lên chánh điện đứng niệm Phật trước thời gian thầy giảng. Rồi sắp ghế cho Phật tử đang ngồi. Nghĩa là thầy đặt trách cái gì những đức sẽ nhiệt tình làm cái đấy hết lòng. Hết lòng hết dạ làm, mà làm cực lực hết mình luôn quý vị. Cực lực hết mình luôn. Còn mỗi làng Phật tử mà tặng tiền này kia đồ, cho tiền, cho quà, những đức đều nói ở đây thầy lo hết. Những đức không có nhận gì hết, tại vì thầy lo hết. Quý vị cứ cúng dường cho thầy đi. Những đức thường nói câu này, mà sau này những đức cũng hướng dẫn đạo tràng, các anh em bên cạnh cũng là câu này. Thì có những Phật tử người ta lên tay gặp thầy, nó nói rằng chúng con nãy có cho tiền chú Hiền, ví dụ thầy hỏi chú Hiền có nhận không, nó chú Hiền nói câu gì chú Hiền không có nhận. Từ đó về sau thầy nhìn nhận và ấn tượng những đức từ từ ở dưới phía bếp phụ bếp nè, rồi thầy đặt trách lên chánh điện để sắp ghế sắp niệm cho Phật tử ngồi nghe pháp nè, rồi những đức đứng niệm Phật trước thời gian thầy giảng, rồi từ từ những đức sắp chương trình của thầy giảng, rồi từ từ những đức bước lên vị trí quản chúng chùa, coi chúng chùa, quán xuyến việc trong chùa, rồi thầy đi giảng. Trong vòng thời gian 5 năm chờ ở tỉnh Thất Quán Âm, bao nhiêu là kỷ niệm,
bao nhiêu niềm vui cũng bao nhiêu sự phiền toái về công việc quá nhiều, mà niềm vui cũng cực kỳ nhiều. Có nghĩa là cuộc đời nhà Đức đi tu, đi đến tỉnh Thất Quan Âm là một cái kỷ niệm cực kỳ lớn. Và thờ đó là thờ hoàng kim nhất của tỉnh Thất Quan Âm, một ngôi chùa nhỏ nằm trên núi mà nổi tiếng, cực kỳ nổi tiếng từ trong nước ngoài nước, Phật tử bốn phương khắp nơi nơi đổ về, là điểm mà hoàng truyền tịnh độ mạnh, cực kỳ mạnh, và in kinh Vô Lượng Thọ và đĩa băng phát triển không tưởng tượng được. Thờ đó thầy ở trên đó là phát triển về đĩa băng, rồi kinh sách kinh Vô Lượng Thọ in là nhiều nhất, gỡ đi khắp nơi nơi. Và thầy học theo Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, phát triển về hình ảnh, quay phim đồ này kia. Thờ đó thầy cũng phát triển rất mạnh về mảng đó. Những đức được nhân viên lo việc trong ngôi nhà Tam Bảo, mỗi lần chương trình thầy giảng hoặc là thầy đi xa, mình ở nhà coi chùa, lo việc trong chùa, nhiệt tình hết mình trong ngôi nhà Tam Bảo, cũng được lời dạy của thầy. Sự thành công của những đức ngày hôm nay là nhờ những lời dạy của thầy mà những đức chân thật áp dụng. Nhớ, chân thành cảm thông, chân thật có kết quả. Tới bây giờ những đức vẫn duy trì chuyên niệm Phật. Và ngày xưa trên đó những đức không đi đâu, chỉ ở chùa thôi, lo việc chùa thôi, và đi vòng vòng khu vực đó để lo việc chùa thôi, cũng như là không có đi đâu đi. Thì những đức vẫn đi xuống đây 10 năm chờ duy trì y rang như vậy, như 5 năm ngày xưa. Những đức lót nền móng được 5 năm ở trên tỉnh Thất Quan Âm, đó là sự thành công của những đức đi xuống đây 10 năm. Mà 5 năm những đức học được rất nhiều thứ. Có những khi thầy giảng, có những khi thầy tiếp khách, có những khi từ xa những đức thấy thầy tiếp mọi người, mọi mặt. Những đức đã được rèn luyện học tập và được có cơ hội, thầy cho cơ hội để phát triển sự học tập trong ngôi nhà Tam Bảo 5 năm chờ. Và trong 5 năm đó, xin thưa quý vị, những đức được nghe Pháp Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Có nghĩa là vừa được Đại Đức Thích Giác Nhàn chỉ dạy, đó là người thầy đầu tiên những đức học, đến chùa gặp đầu tiên và được học tập về Pháp Môn Tịnh Độ. Và những đức được nghe Pháp Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không trong khoảng thời gian học tập đó, vì thầy cho được nghe. Thì quý vị biết rằng là những đức gây dựng lòng tin về Pháp Môn Tịnh Độ. 5 năm ở trên tỉnh Thất Quan Âm học tập được việc quán xuyến chùa chiền, lo việc ở trong chùa, thương yêu lo lắng cho các cụ, quan tâm các cụ từng chút từng chút. Khi thầy đi giảng pháp ở phương xa, cực lực nhiệt tình đối với ngôi Tam Bảo, thời gian thấm thoát mà cũng trôi qua 5 năm chờ. Xong mà chùa cũng có một số việc xảy ra, nhân viên đưa đẩy, thầy buổi sáng đâu lúc đó 4 giờ mấy, thầy họp chúng nam ở khu chiên tú lại và sắp xếp cắt cử cho những anh em để đi xuống dưới đây chùa Hộ Pháp. Trong đó có những đức quý vị, và những đức được thầy cho đi đến chùa Hộ Pháp. Và có khoảng hơn 200 chút đi xuống đây khởi đầu tiên. Thì những đức chia sẻ Phật Pháp cũng kể vì nghe rất nhiều lần. Thì nhân viên những đức ở trên đó 5 năm và nhân viên đi xuống đây 5 năm giờ ở trên đó không có một chút gì mầm mống đi đâu. Dù cực khổ hay vui hay buồn gì cũng ở chùa, không có cái tâm bỏ chùa. Nhớ kỹ, đây là trước ngôi Tam Bảo 100%. Không có tâm bỏ chùa. Dù là mình cũng có những việc mình thầy la mình không nghe, hoặc là mình có khi mình cũng buồn, cũng phiền não như này chuyện kia, nhưng mà tuyệt đối không có cái tâm bỏ chùa. Quý vị, những đức là không bao giờ có cái tâm bỏ chùa, đi đâu đi tìm ở đâu chứ quý vị, không có. Nghĩa là không bao giờ có cái tâm mà sống đứa này trong đứa nọ, không có đâu quý vị. Nhớ,
Rồi tới khi nhân viên thầy cho mình đi thì mình đi. Cho một số anh em cùng thờ những đức, thờ đó là kêu chú Hiền, rồi chú Hạnh là những quan, rồi chú Phúc là những phú. Hồi đó đầu tiên như đó là những phước, là chú Phúc. Sau này xuống đây đổi là những phú. Rồi hồi xưa chú Hiếu mắt to là những quảng. Đó. Mấy anh em chính đi xuống dưới đây. Một số mấy anh em đi theo. Sau này thì khởi đầu đi xuống dưới đây là như vậy. Quý vị biết rằng là ơn của Đại Đức Thích Giác Nhàn thì Đức đi đến chùa học tập 5 năm. Thành tựu ngày hôm nay nhờ nhân viên 5 năm thầy cho cơ hội trên tỉnh Thất Quảng Âm. Đây là những đức không thể nào mà từ chối những cái việc ơn nghĩa đó được. Nếu không có nhân viên 5 năm nó không có những đức ngày hôm nay. Chắc chắn quý vị luôn. Vì nhờ 5 năm đó những đức vừa phát triển khả năng chính mình phát tâm hết lòng hết dạ. Khả năng mình là cố gắng. Mà cái quan trọng là thầy cho cơ hội. Cho được coi chúng chùa. Cho cơ hội được phục vụ tám bảo. Rồi cho cơ hội được sắp chúng. Rồi cho cơ hội những đức mỗi buổi sáng nói chuyện với đại chúng 15 phút. Gây dựng cái nhân viên thuyết pháp của những đức bây giờ. Đó là thầy đào tạo những đức. Có một khoảng thời gian thầy cho nhiều chú lắm giảng cái đề kinh vô lượng thọ. Trong đó cũng có những đức. Riêng bản thân những đức khi thầy kêu làm cái gì những đức sẽ rất cố gắng hết lòng. Những đức không bằng các anh em, học cũng không bằng các anh em. Nhưng mà những đức rất là siêng năng, kiên trì và rất kiên trì giảng cái đề kinh vô lượng thọ. Rồi sau này nhân viên những đức mỗi sáng nào cũng nói chuyện với chúng, gây dựng được cái duyên thuyết pháp những đức bây giờ. Nên cái ơn của thầy trên chánh là gây dựng cho những đức ở trong ngôi nhà tam bảo, tập sự cho những đức biết nhiều việc trong chùa, làm những việc lo lắng trong ngôi tam bảo, nuôi người già, phương pháp tu. Còn nghe pháp của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không là gây dựng cho những đức. Pháp môn Tịnh Độ cực kỳ thù thắng. Và nghe ngài giảng về thế giới cực lạc này kia đâu. Những đức tiếp nhận được cái ơn hai vị thầy. Xong. Những đức khi đi xuống dưới chùa hộ pháp này. Thì vị coi. Nếu thờ đó mà không có hòa thượng của mình cho những đức cơ hội. Được ở chùa. Được coi chúng, được lo cho chúng. Thì làm sao những đức có ngày hôm nay? Dù là thầy ở trên kia đã cho những đức cơ hội được rèn luyện 5 năm rồi. Những đức được nghe pháp Hòa Thượng Tịnh Không rồi, có phương pháp tu rồi. Nhưng bây giờ những đức khi đi xuống đây, nếu những đức không có chùa, không có nơi nương tựa, thì làm sao những đức có cơ hội ngày hôm nay quý vị? Nên cái khởi đầu là đi vô chùa được thầy ở trên đó dạy. Rồi nghe pháp Hòa Thượng Tịnh Không gầy dựng được tịnh độ, kiên cố tâm, quyết định niệm Phật cả đời không thối tâm. Và nghe cái lời giảng của thầy trên cái câu mà tu mấy chục năm mà không thành tựu gì. Niệm Phật mấy năm, khuyên người niệm Phật mấy năm mà thành tựu được cái pháp hội mà tu các pháp khác mấy chục năm cũng không bằng. Đó, cái câu đó là ấn tượng nhất, gầy dựng luôn quý vị. Rồi nghe pháp Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không gầy dựng cái tín nguyện cầu sanh cực lạc luôn. Hai điểm đó đã được rồi. Bây giờ nhân duyên khi thầy đưa đi xuống đây là phải có chùa nè. Cái cơ duyên cũng nhờ thầy đưa đi xuống dưới đây. Rồi ban đầu mình cũng đâu có lời nói gì, nói gì cái gì đâu. Thì cũng từ thầy, khi họp thầy sắp xếp. Lúc đó đi xuống dưới đây thì chùa có một chúng nhỏ tu ở đây. Thì lúc đó mới xuống chưa ai sắp xếp. Thì bị biết rằng là buổi sáng chúng đã tu trước rồi chúng chùa mình đông lại tu sao. Mấy bữa rồi xong khi họp lại thầy chỉ mới đứng lên nêu lên sự việc. Là giờ chúng ở đây rất là đông như vậy. Thì thờ khóa phải cho chúng này ổn định thờ khóa tu. Hòa Thượng mình ngay chấp nhận liền. Lúc đó ngài cho cái nhóm chúng mà ở đây mấy người qua bên bảo tháp để tu.
bảo tháp chùa hộ pháp mình qua đó tu. Thời gian là chúng nó rút lên Đại Tùng Lâm hết đi học, rồi trả lại nguyên ngôi chùa gì cho cái đạo tràng niệm Phật ở trên đó xuống đây để tu tập gầy dựng luôn. Và thời gian thấm thoát bây giờ những đứa ở đây đã 10 năm, gần 10 năm, như 10 năm đi. Thì quý vị biết rằng là bây giờ bao nhiêu Phật tử biết những đức, và những đức đem tịnh độ chia sẻ cho quý vị, ngày nào cũng chia sẻ Phật pháp cho quý vị nghe, và phương pháp tu cũng từ học thầy Đại Đức Thích Nhất Nhạc. Ban đầu học được thầy, phương pháp tu và cách giảng pháp của những đức cũng học từ thầy. Cái này là 100%. Nên những đức đã được gầy dựng cái nền móng ở trên đó 5 năm rất là chắc, vì nhiệt liệt hết mình cực nhọc để lo cho chúng. Dù có những lúc mình cũng làm vượt giới hạn của mình, nhưng mà cái tâm nhiệt tình thì đó là điều chắc chắn 100%. Anh gầy dựng được 5 năm, ơn của thầy trên đó và ơn của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không đã giảng tịnh độ những đức được nghe. Và đi xuống đây là cái công ơn của Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ, mà Ngài là người xuất gia cho những đức. Còn ngày xưa thầy chính là y chỉ sư của Hòa Thượng mình ở đây. Những đức thì được thầy chính sắp xếp cho được Hòa Thượng mình ở đây xuất gia. Nên cái nhân duyên như vậy đó quý vị. Nên những đức nêu lên sự cảm ơn vị thầy ở trên kia, nhưng là những đức lại gọi là Đại Đức Thích Nhất Nhạc. Ơn đã gây dựng những đức 5 năm. Và cái thành tựu khi những đức đi xuống đây là ơn Hòa Thượng mình cực kỳ lớn. Dù có những lúc thầy gầy la, bản thân mình có khi trẻ mình không hiểu nhiều, có khi cũng bực bội đó, tuổi trẻ mà. Nhưng tuổi trẻ phải có tính đó. Nhưng khi sống rồi quên mất tiêu. Nhưng mà những đức ngồi suy nghĩ lại, ơn Hòa Thượng rất là lớn đã gầy dựng và hộ trì cho những đức, nhất là những năm sau này nè. Hòa Thượng hộ trì những đức rất là lớn. Hình như rất nhiều việc Hòa Thượng không muốn bao giờ Ngài nói tới những đức, việc này việc kia trong chùa, để những đức yên tâm giảng pháp, hoặc là bên kia những đức qua sắp xếp gì sắp xếp. Nhưng khi kêu việc này việc kia là Hòa Thượng đều kêu các anh em bên kia. Hòa Thượng hộ trì những đức để bình yên, đừng có lo nhiều việc trong chùa quá, để lo giảng pháp, hướng dẫn Phật tử tu. Đó là sự hộ trì rất là lớn. Nếu đẩy những đức vô công việc việc xây dựng và đưa những đức vô công việc của chúng hoàn toàn hết trơn, lúc nào Hòa Thượng cũng kêu những đức hết, là cái việc giảng pháp những đức chắc chắn có vấn đề. Nên Hòa Thượng hộ trì những đức, cái việc này rất là lớn. Và tạo điều kiện như những buổi lễ lớn Hòa Thượng lên đứng chứng minh, vì mình lúc đó chưa ước chân ráo còn mới mẻ, dù Phật tử đến rất đông nhưng phải có Hòa Thượng chứng minh. Một hai lần lễ sau này Hòa Thượng mình nghỉ ngơi vì lớn tuổi, vì có những cái lễ lúc trước Hòa Thượng đã chứng minh cho những đức làm rồi. Và mỗi lần lễ những đức đều qua trình lên việc tổ chức lễ đối với Hòa Thượng của mình rất rõ ràng. Nên hôm nay cũng là ngày 20 tháng 11, những đức nói đây là một cái lời nói rất chân thật, nhiệt tình. Mình không có một cái ý nghĩ rằng mình nương dựa và phát tiếng gì. Bây giờ thì tiếng tâm những đức cũng rất là lớn, thì những đức lại nói những lời này là lời cảm ơn tặng đáy lòng những vị thầy mà những đức đã từng được học tập và dạy những đức. Được như ngày hôm nay, được cơ hội ngày hôm nay, và được bao nhiêu Phật tử biết đến, đều là nhờ các vị thầy đó đã dạy và cho mình cơ hội mới được ngày hôm nay. Nên cả đời của những đức cố gắng, một hành động gì là những đức cố gắng niệm Phật, khuyên người niệm Phật, nhiệt tình tặng đáy lòng của mình đối với Phật pháp, đem Phật pháp giới thiệu, nhiệt tình hết mình. Như những đức ở đây, sáng nay những đức sẽ qua bên Đại Tùng Lâm vào đảnh lễ Hòa Thượng mình ngay ngày 20 tháng 11, đại diện cho các anh em. Rồi ngày hôm nay thì chùa mình, mỗi điểm chùa những đức sẽ có chương trình chút, có những buổi nói chuyện để nêu lên công ơn của Hòa Thượng ở đây, là vị thầy ở đây của mình, nêu lên cho đại chúng nghe. Và có một chương trình nhỏ, để cho mỗi điểm chùa có thể
nhận thức được cái ơn nghĩa đó. Con người nhớ ơn đền ơn quý vị à. Từ một cái mảnh đất bùn lầy mà trở thành một ngôi nhà lam gì không đơn giản. Bao nhiêu cái cực khổ, bao nhiêu giọt mồ hôi đổ xuống, bao nhiêu giọt máu. Rồi ở đây ơn của cha mẹ hòa thượng khai quang đất đai đây, cực khổ biết bao nhiêu mà nói. Bây giờ mình ở đây lay quay sắp sửa tới đám giỗ của bà cụ. Nên chúng ta nhớ ơn đền ơn quý vị bằng cái tâm nhiệt tình ở đây tu tập. Phật tử cũng hướng đến cái tâm biết ơn đền ơn. Như bữa thứ bảy nhiều Phật tử đến cảm ơn những đức này kia, họ cũng cảm ơn luôn hòa thượng. Dù hòa thượng lớn tuổi nên gặp hòa thượng cũng ít, tại vì hòa thượng lớn tuổi để cho ngài nghỉ ngơi. Nên bản thân những đức cũng đại diện cho đạo tràng đi qua thăm hòa thượng thôi, ngay ngày 20 tháng 11. Và mỗi một đạo tràng những đức đều nêu cống ơn của hòa thượng, đó là hướng đến cảm ơn hòa thượng. Tuy nó cũng là một cái hình thức thôi quý vị, nhưng mà nếu không có cái hình thức thì ai nhìn ra đây. Nên những đức cũng nêu những điều này cũng là một cái hình thức, nhưng thật sự tặng đáy lòng mình biết ơn quý thầy đã giúp đỡ mình. Ơn cha nghĩa mẹ, ơn thầy, việc này cực kỳ quan trọng. Nên mỗi một con người chúng ta nhớ ơn đền ơn, sống phải có một cái tình người biết ơn đền ơn. Từ cái tâm biết ơn đền ơn mình sẽ cố gắng những đức biết ơn thầy trên đó. Nên cố gắng đem Pháp Môn Tịnh Độ giới thiệu và nuôi người già. Bây giờ chúng chùa khoảng 2.000 người. Vì vô ngôi chùa, ngay ngôi chùa chuyên niệm Phật, thầy khuyên niệm Phật, bây giờ những đức làm Iran. Nuôi người già, những đức nuôi người già Iran, duy trì phương pháp tu. Đó là tâm cảm ơn thầy ở trên đó. Và cảm ơn Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, khi con được nghe Pháp của Hòa Thượng đã gầy dựng được tín nguyện tịnh độ. Và cảm ơn Đại Lão Hòa Thượng của chúng ta ở đây, Hòa Thượng Viện Chủ, đã cho những đức cơ hội 10 năm nay ở trong ngôi nhà Tam Bảo. Từ ở dưới Hộ Pháp lên tới Đại Tùng Lâm và qua Chùa Mớ, phát diễn được nhiều đạo tràng, Phật tử khắp nơi nơi biết đến những đức con ở đây là nhờ ơn Hòa Thượng. Thành tâm biết ơn các ngài và nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho thầy đại đức Thích Nhân Nhàn sức khỏe, hòa thượng mình đây sức khỏe, và chúng con nguyện đem công đức hồi hướng hướng đến Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không bằng một lời tri ơn là nhiệt tình niệm Phật, khuyên người niệm Phật với cái tâm giảng pháp của ngài. Chúng con cũng là hàng hậu học sau này nhiệt tình hết mình noi theo tấm gương các ngài mà học tập, nhiệt tình đối với ngôi Tam Bảo, nguyện cầu Tam Bảo gia hộ tâm Bồ Đề kiên cố cả đời tu hành, và nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho Phật tử gặp được tịnh độ, chân thật niệm Phật, nhiệt tình hết mình cả đời tín nguyện kiên cố niệm câu Phật hiệu. Khi bỏ báo tháng này, chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.